Kỳ Lân handmade từ da thuộc da cá. Đây là hai con da mà Kỳ Lân tuyển chọn, da loại 1 đẹp tuyệt vời. Bây giờ Kỳ Lân chuẩn bị tiến hành đi bàn giao những sản phẩm cao cấp luxury tuyển chọn mà khách hàng đã đặt của Kỳ Lân. Những sản phẩm đó được Kỳ Lân để trong một chiếc túi handmade. Những sản phẩm giá trị thì sẽ được đựng trong một cái túi giá trị cao cấp để đi bàn giao. Và đây là cái túi handmade từ da Togo, da B tuyển chọn, mix với da cá sấu. Những chất liệu da, những kiểu thuộc da, màu sắc da này được Kỳ Lân nhập tại những nhà máy chuyên thuộc da và cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty thời trang da, đồ da cao cấp nổi tiếng trên toàn cầu. Và Kỳ Lân nhập da về và sau đó handmade sản phẩm, công năng theo mình sử dụng. Và đây là một cái túi đựng rất nhiều đồ khi mà mình đi bàn giao những sản phẩm. Đây là phần bên trên chứa đựng được rất nhiều đồ. Và Kỳ Lân sẽ để đây là chiếc túi clutch. Wow, đây là chiếc túi clutch mà khách hàng đặt của Kỳ Lân. Kỳ Lân handmade từ da thuộc da cá. Đây là hai con da mà Kỳ Lân tuyển chọn, da loại 1 đẹp tuyệt vời. Từ kiểu dáng đến công năng sử dụng, chức năng sử dụng, một ngăn chính bên trong và đựng được cũng khá đồ. Có ngăn phụ dây kéo và ngăn phụ không có dây kéo và ngăn phụ bên hông, kèm với những ngăn nhỏ để đựng được thẻ, những cái giấy tờ nhỏ. Và đây là cái quay này để mình móc vào bên hông này để mình xách đi. Khi mình đi di chuyển xa thì mình sẽ dùng, mình để tránh trường hợp mỏi tay, hoặc là cũng là một cái chi tiết khi mà mình sử dụng á, để cho chắc chắn và được bảo vệ chiếc túi của chúng ta. Ở những nơi không an toàn thì mình sử dụng bằng cái dây này xỏ vào tay và cầm chiếc túi này sẽ rất an toàn, giảm rủi ro bị giật cái này kia. Thì đây là một cái chi tiết mà Kỳ Lân nghĩ là chúng ta nên sử dụng những nơi mà không an toàn. Đây, Kỳ Lân sẽ để cái túi này vào bên trong. Và những chiếc đồng hồ Hublot chính hãng khách hàng cũng đặt tại Kỳ Lân Luxury. Nhiều đồ lắm, sau đó mình sẽ kéo dây lại.